Tự mà nói luôn, trong các phân khúc dòng xe 150 và 155 luôn, thì cái xe này á, là nó tiết kiệm nhiên liệu nhất luôn nha mọi người. Chạy 100 cây á, mà tiêu hao mấy nhiên liệu chỉ có là... Hello, xin chào toàn thể tất cả mọi người nha. Lại Mạnh nhà mình đây. Thì video ngày hôm nay em sẽ review Exciter 150 phiên bản giới hạn 2023 nha mọi người. Thì đối với lại cái màu này á, là màu xanh đen nha. Thì mình em thấy á, mấy ngày gần đây á, được rất là nhiều bạn quan tâm về cái màu này luôn. Và hổm gài cũng trong tuần này cũng bán được 2-3 xe mọi người. Thì hôm nay em sẽ đi chi tiết về cái màu sơn này cho mọi người nha. Đầu tiên á, là về cụm công tắc thì vẫn như ở cái đời 2022 thôi. Vẫn có nút công tắc đèn cho mình nè. Rồi vẫn có công tắc tắt máy tạm thời nè. Đó. Và có công tắc nữa là đó là phát xin nha mọi người. Về mặt đồng hồ thì vẫn được trang bị là mặt đồng hồ LCD. Quan sát những thông số như là tua ga và báo giờ và báo lỗi FI ha. Thì ở cái mão trên xe này á, thì nó là màu đen bóng nha mọi người. Còn cái nắp chụp ngay đây á, thì nó sẽ là màu xanh. Đó. Cái ốp đầu thì nó là màu đen. Ốp mão thì nó là màu xanh. Về phần mặt nạ là màu xanh nha mọi người. Màu xanh này á là dạng như là cái màu xanh candy đó. Giờ nó rất là quyến rũ luôn. Rất là tươi và rất là đẹp luôn. Đó. Và trên phần mặt nạ có hai cái đường tem hai bên nè, để chữ Exciter nè và bên phải là chữ để chữ Edison nè. Và phía mặt nạ trong thì vẫn có là logo nổi của Yamaha luôn nha mọi người. Đó. Về trước là màu đen nha. Mâm vẫn sử dụng là mâm màu đen bóng, phuộc là màu đen nhám nè, heo dầu vẫn là sử dụng heo dầu chính hãng một bích tông nha. Đó. Về xe này á, nhúng phuộc thì nó cũng khá là im nha mọi người. Nó hồi cũng lẹ lắm. Những cái đời mới như thế này á, người ta cũng đã cải thiện về cái phần phuộc rồi, nhưng mà bạn nào mà muốn im hơn nữa về mình có thể tinh chỉnh theo ý thích của mình, có thể đem ra độ lại. Đó. Về phần xi nhan và cánh bẩn á thì nó sẽ nằm rời nha mọi người, trái ra trái, phải ra phải, nó sẽ không có liền nhau nha. Đó, xi nhan phải của mình nè. Trên đây thì có một cái logo Yamaha nữa nè. Dưới đây thì có một cái đường tem. Đó, tem này là tem hình sấm sét nha mọi người. Để đây để chữ ES nè. Đó, là Exciter nè, rất là đẹp luôn. Dưới đây vẫn nót thêm một cái nữa là chữ Edison. Đó, mọi người thấy không? Về phần dàn chân á, như là bô, che bô và lốc và gấp nè, và các chân sau á đều là màu đen nhám hết luôn nha mọi người. Thì nó tạo lên cho mình á một cái vẻ cứng cáp, và cái nước sơn màu đen nhám á, thì mình thấy á, là sử dụng rất là bền và nó ít khi bị phai màu lắm mọi người. Đó. Về phần ốp sườn á là màu đen bóng nha các bạn. Đó. Trên đây á là có để cái chữ Exciter 150 nè. Đó, và đường tem xanh nè, kéo dài từ đây xuống tới đây luôn. Đó. Về phần xe này á, thực sự mà nói luôn, trong các phân khúc dòng xe 150 và 155 luôn, thì cái xe này á, là nó tiết kiệm nhiên liệu nhất luôn nha mọi người. Chạy 100 cây á, mà tiêu hao mấy nhiên liệu chỉ có là 2 chấm thôi mọi người. Bình quân 1 lít xăng các bạn có thể đi được á, là được tới 50 cây luôn nha. Khá là tiết kiệm luôn. Đó. Và mình thấy á, trong phân khúc tiết kiệm như vậy là rất là hợp lý nha các bạn. Về phần yên á, thì thôi khỏi nói nữa, nó mỏng quá trời mỏng rồi mọi người. Đi đường xa mấy anh em chơi á, là bị đau mông rồi đau lưng đồ này kia, về mấy anh em phải độn lại thôi. Nhưng mà cái này là quan điểm mấy anh em đánh giá đúng nha. Đó, không thể nào chối từ được. Về phần yên á, thì trong cốp thì nó sẽ không có được cốp nha mọi người. Nó chỉ có cái hộc nhỏ ngay đây thôi, để cho mình để những cái vật dụng gì nhỏ nhỏ thôi, chứ không có để ra đồ được nha. Tại vì những cái dòng xe con tay thể thao này thì không hy vọng là nó có cốp cho các bạn đâu. Đó. Về phần bánh mâm sau thì là màu đen. Đó. Vỏ là 120 nha mọi người. Vỏ sau là 120, vỏ trước của nó là 90 nha. Đó. Về phần đuôi đèn á, thì sử dụng là đuôi đèn LED nha mọi người. Cản nhôm nha, nên mình xách rất là chắc chắn luôn, không có sợ bị nhát tay nha. Đó. Về phần đuôi bắt biển số của nó là sử dụng giữa đuôi sắt và đuôi nhựa nha. Thì cái đuôi sắt này á, mình thấy nó rất là cứng nha mọi người. Đó. Mình sử dụng á, mình đi á, nó không có bị gơ, nó không có bị ghè đồ này kia. Đó. Và hiện tại á, bên mình á, có đầy đủ tất cả các dòng màu của Exciter 150 luôn. Đó, các bạn có thể ghép Zalo trên màn hình để được hỗ trợ tư vấn và gửi thêm màu sắc cho bạn coi ha. Và đối với con xe này á,
thì bên mình hiện tại đang có mức giá chỉ có 45 triệu thôi nha mọi người. Giá xe đã bao gồm thuế VAT mọi người rồi, và bên mình cũng có hỗ trợ chính sách trả góp nữa. Chỉ cần trả trước tầm khoảng từ 5 triệu trở lên thôi là các bạn có thể mua được rồi nha. Và thủ tục rất là đơn giản nha, chỉ cần một cái căn cước công dân có chip thôi, đủ 18 tuổi là được. Và các bạn lưu ý này nha, các bạn nào mà những bạn nào mà từ ở xa đi qua đó thì nhớ liên hệ trước số điện thoại Zalo trên màn hình nói có xem YouTube để được hỗ trợ từ 300 cho đến 1 triệu nha, hỗ trợ giảm giá trực tiếp cho bạn luôn đó, và được tặng combo 8 món quà trị giá 1,5 triệu nữa nha. Và video của em Mạnh đó, đến đây là kết thúc ha. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian xem video của em. Và địa chỉ bên em đó là nằm ở số 6 của một phường Hòa Phú, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cửa hàng xe máy Thương Phát 2 nha. Và hẹn mọi người gặp lại các video tiếp theo nha. Bye bye.